Vua Gia Long và Người Pháp Tác giả Thụy Khuê Chương 4 Tác phẩm của John Barrow Sinh năm 1764 Mất năm 1848 Vào Google đánh chữ Olivier de Pimanel Wikipedia Pháp thấy ghi Olivier de Pimanel là một nhà kiến thiết và là người tổ chức quân đội Việt Nam dưới triều đại nhà Nguyễn Wikipedia Việt ghi Olivier de Pimanel là người giám sát thi công tòa thành bát quái theo thiết kế của kỹ sư người Pháp Theodore Lebron. Ông đã huấn luyện cho hơn 50.000 quân Nguyễn, còn John Mary Dayot thì lo về thủy quân. Những điều đã được truyền tụng khắp nơi trên thế giới đã trở thành sự thực cho đến ngày nay là Pimonel là cha đẻ các thành trì xây theo kiểu vô băng tại Việt Nam trong thế kỷ 19. Bá Đa Lộc đã bỏ tiền riêng ra mua tàu và khí giới, mướn người đem các kỹ sư, sĩ quan Pháp về xây dựng quân đội Nguyễn Ánh. Ông còn là thầy dạy Nguyễn Ánh về mọi mặt, chiến lược, cai trị, vân vân. Tất cả những thông tin loại này thoát thai từ sự xác định của các sử gia thuộc địa cách đây hơn 100 năm rằng bá Đa Lộc và những sĩ quan Pháp đã giúp Gia Long dựng lại cơ đồ. Đã đến lúc chúng ta cần phải khảo sát lại những công trạng này, đâu là sự thực, đâu là huyền thoại. Học giả Trương Vịnh Ký là người đầu tiên viết những dòng xuyên tạc lịch sử nước mình theo đúng quan điểm thực dân trong cuốn Lịch sử An Nam – Sài Gòn in năm 1875. Những học giả Pháp như Maybon, Cartier có lối viết của họ, chúng ta sẽ nghiên cứu sau, đều đồng thanh trách Đại Nam thực lục, không nhắc nhở đủ đến công trạng của những người Pháp này. Vậy chúng ta cần phải điều tra xem thực lục và liệt truyện thiếu sót ở chỗ nào. Công việc đầu tiên là tìm xem những tác giả Tây Phương đương thời viết gì về giai đoạn này. John Barrow và cuốn A Voyage to Cochin China hay Chuyến đi Nam Hà. Một trong những tác phẩm sớm nhất của người ngoại quốc viết về giai đoạn gia long dựng nghiệp là cuốn sách của John Barrow sinh năm 1764, mất năm 1848, in tại London năm 1806, tựa đề Theo lối của người ấy. Tên sách rất dài như sau. A voyage to Cochin China in the years 1792 and 1793 containing a general view Of the valuable productions and the political importance of this flourishing kingdom, and also of such European settlements as were visited on the voyage, with sketches of the manners, character, and condition of their several inhabitants, to which is annexed an account of a journey made in the year 1801 and 1802 to the residence of the chief of the Bushwana nation, London, 1806. Sách này được Malt Brun dịch và chú giải sang tiếng Pháp ở Paris năm 1807. Dịch Hành trình sang nước Nam qua các đảo Madre, Tenerife, Mũi Verde, Brazil, đảo Java với những thông tin mới và xác thực về tình trạng thiên nhiên và dân sự ở những xứ khác nhau này. John Barrow sinh ngày 19 tháng 6 năm 1764 Mất ngày 23 tháng 11 năm 1848 là nhà thám hiểm, nhà quản trị và ngoại giao Anh. Khoảng 1792 đến 1794, ông giữ chức thị vệ của George McCartney, sứ thần Anh đầu tiên ở Trung Quốc. Hạm đội trở phái đoàn sứ thần Anh đến Trung Hoa ngừng lại ở Đà Nẵng từ 14 tháng 5 đến 16 tháng 6 năm 1793 dưới triều vua Cảnh Thịnh. Tác phẩm viết trong khoảng... 1797 đến 1798, tức là 4 năm sau khi Barrow rời Đà Nẵng. Cuốn sách được nhiều người trích dẫn khi viết về Việt Nam. Bản dịch pháp gặp văn gồm 2 tập. Tập 1 in ở Paris năm 1806 và tập 2 in năm 1807 đều viết về các xứ kể tên ở trên dưới dạng hồi ký lịch sử, địa lý, kinh tế và chính trị Sách in kèm với một tập hình gồm 18 bức khắc họa ghi lại chuyến đi do Tadio thực hiện, trong đó có một bức vẽ hội an với những kiểu tàu, thuyền mà tác giả mô tả trong sách. Chúng tôi giới thiệu phần Barrel viết về Việt Nam trong chương 9, 10 và 11, tức trang 182 đến trang 361, tập 2 qua bản dịch pháp văn của Mount Brown, trích dịch sang tiếng Việt sẽ dẫn là Barrel 2. Để soạn ba chương này, Barrow cho biết ông đã dựa vào những nguồn tin sau đây. Hầu hết những chi tiết mà tôi vừa đưa ra hoặc sẽ nói đến thoát thai từ bản thảo hồi ký của ông Barisi, một sĩ quan pháp giỏi giang đã quản một chiếc tàu phục vụ vua Gia Long. Chắc chắn phần thứ nhất, tức là phần nói về quang trung hoàn toàn ăn khớp với những gì tôi tiếp nhận được ở Đà Nẵng từ một người thư ký của chính phủ Trung Hoa sống tại đây được người thông ngôn của chúng tôi dịch lại. Những ký sự của các vị thừa sai đã sống ở xứ này cũng phù hợp với những điều này. Vì vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng. Ngoài ra, những sự kiện chính còn được hai người anh sống ở Sài Gòn năm 1799, 1800 xác nhận theo Barrow quyển 2 trang 221. Tóm lại, Barrow đã dựa vào bản thảo hồi ký của Barisi, một trong những người lính Pháp giúp Nguyễn Ánh, lời người thư ký làm việc cho chính phủ Trung Hoa ở Đà Nẵng năm 1793 kể lại qua thông ngôn, hai người Anh ở Sài Gòn năm 1799 và 1800, và tư liệu trong các tập tin tức các hội thừa sai đông phương in năm 1785, 1787, 1789, 1794 và 1797. Câu Người thư ký làm việc cho chính phủ Trung Hoa này. Tabule khi trích dẫn Barrow lại viết thành Một người thư ký tàu của chính phủ Việt Nam. Tabule chỉ chép lại cái sai của Mayborn thay vì người thư ký của chính phủ Tàu lại đổi thành người thư ký Tàu của chính phủ Việt Nam. Nhưng tệ hại hơn cả là cái sai của tạ trí đại trường. Tạ trí đại trường chép theo tabule nhưng lại viết như thế này. John Barrow dựa trên các tài liệu của Barisi của một viên thư ký Tàu của chính quyền gia định Trịnh Hoài Đức Trăng và các giáo sĩ mà vẽ rõ một nguyện ánh lúc đứng tuổi theo tạ chí đại trường lịch sử nội chiến Việt Nam trang 96. Không hiểu tại sao tạ chí đại trường lại thêm câu chính quyền gia định vào để móc nối với Trịnh Hoài Đức. Barrow có đến gia định hồi nào đâu mà gặp Trịnh Hoài Đức, để rồi sau đó tạ chí đại trường dẫn đến nhận xét sử quan nhà Nguyễn không tiếc dịp đề cao hoàng đế của họ. Chúng tôi xin nhắc lại, những điều viết về Gia Long trong cuốn sách này là do Barrow viết ra không phải do sử quan nhà Nguyễn hay Trịnh Hoài Đức viết. Để vẽ chân dung Gia Long, Barrow dựa vào hồi ký Barisi và hai người Anh ở Sài Gòn năm 1799 và 1800. Họ là những chứng nhân ngoại quốc gần nhất của thời kỳ này. Riêng Barisi, nếu những điều ông kể trong mấy bức thư được Cadier sưu tập là đúng, thì ông đã được gần Nguyễn Vương trong nhiều năm. Barisi là người giúp vua mua bán máy móc, vũ khí nguyên liệu ở nước ngoài. Ông hay đi đi về về gia định và ở bên hoàng tử cảnh khi hoàng tử mất vì bệnh đậu mùa, trong lúc vua đang đánh trận. Còn về thuật đóng tàu và tàu chiến của Việt Nam, Barrow quan sát tàu thuyền ở Vịnh Đà Nẵng và Hội An năm 1793, một năm sau khi Quang Trung mất. Những điều Barrow viết về thuật đóng tàu ở Việt Nam nói riêng, ở Trung Hoa và phương Đông nói chung đã gián tiếp phản bác tất cả những luận điệu cho rằng các sĩ quan Pháp, đặc biệt là Pimonel và Bá Đa Lộc đã dạy Gia Long đóng tàu, đúc súng. Có lẽ vì lý do đó, nên khi trích dẫn Barrow, Tabule đã bỏ hẳn hai đoạn quan trọng nhất là đoạn kỹ thuật làm tàu chiến ở Việt Nam và đoạn Gia Long trực tiếp trông coi và điều khiển tất cả những công xưởng đóng tàu và đúc súng ở Gia Định. Mayborn cũng loại trừ tác phẩm của Barrow bằng cách chỉ trích những đoạn viết sai về lịch sử, chủ yếu về vụ Conway không chịu thi hành hiệp ước cầu viện Versailles ngày 28 tháng 11 năm 1787. Nhưng ông Mayborn lại giữ lại một sai lầm khác của Barrow để dùng, đó là việc Bá Đa Lộc cứu sống Nguyễn Ánh năm 1777 cần thiết cho sự xác định vị trí hàng đầu của Bá Đa Lộc bên cạnh Nguyễn Ánh sơ lược nội dung tác phẩm A Voyage to Cochin China hay chuyến đi Nam Hà. Phần viết về Việt Nam gồm 3 chương 9, 10 và 11 in trong tập 2. Chương 9 gồm 2 phần. Thứ nhất, xác định vị trí nước Nam và hoàn cảnh hạm đội Anh ghé Đà Nẵng, trang 182 đến 191. Thứ hai, lược khảo lịch sử nước Nam, tình hình tranh chấp lúc bấy giờ từ trang 192 đến 219, hành trình bá đa lộc từ tra 200 đến tra 219 và chân dung vua Gia Long từ tra 220 đến 240. Có thể nói, Barrow đặc biệt chú ý đến hai người anh hùng của giai đoạn này, về vua Quang Trung, ông đứng trong quan điểm chung lúc bấy giờ, kể cả Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô Thủy Chí đều gọi là Ngụy nhưng cũng không kém sự khâm phục kính nể thiên tài chính trị và quân sự. Về chân dung vua Gia Long, đây là một trong những bài viết rõ và có nhiều chi tiết nhất về vị vua này. Barrow đặc biệt kính trọng vua Gia Long, coi Gia Long như một thiên tài, đã khôi phục lại nhà Nguyễn sau nhiều năm bị Nguyễn Huệ đánh đuổi, không còn mảnh rác, phải sống lưu đầy khốn khổ. Lúc đầu chỉ có một chiếc thuyền, mà hơn 10 năm sau, đã có cả một hạm đội 1.200 chiến thuyền, không những giành lại miền Nam của tổ tiên các chúa Nguyễn mà còn đánh ra Bắc thống nhất đất nước. Phần chân dung vua Gia Long chúng tôi sẽ trích riêng. In trong chương 5 sắp tới. Chương 10. Lược khảo đại cương về phong tục, tính tình và hoàn cảnh sống của dân Đà Nẵng, triều đình cảnh thịnh tiếp đãi hạm đội Anh. Từ trang 241 đến trang 306. Chương 11 Những lợi ích trong việc buôn bán với nước Nam từ trang 307 đến 345 Trong chương 9 phần lược khảo lịch sử nước Nam Barrow viết về những việc Anh em Tây Sơn khởi binh 1774 Việc nội chiến từ trang 192 đến 193 Vua Lê sang tàu cầu cứu Quang Trung thắng quân thanh Việc sắc phong và triều cống trang 194 đến 199 Bá Đa Lộc giúp Nguyễn Ánh, chiến tranh Nguyễn Ánh Tây Sơn, trang 200 đến trang 206. Bá Đa Lộc đưa hoàng tử cảnh sang Pháp cầu viện. Hiệp ước Versailles năm 1787, trang 207 đến 211. Bá Đa Lộc gặp khó khăn ở Pondicherry với Conway. Bá Đa Lộc về Sài Gòn, trang 213 đến 216. Như phần lớn các tác giả ngoại quốc không phải là chuyên gia lịch sử khi viết về lịch sử Việt Nam, qua lời kể lại của người Tàu, Barrow mắc những sai lầm không tránh được vì thiếu kiến thức về lịch sử, văn hóa nước ta. Đoạn viết về Quang Trung có sự lầm lộn giữa hai nhân vật, Tôn Sĩ Nghị và Phúc Khang An, người Barrow gặp ở Bắc Kinh. Tuy vậy, có một thông tin đáng chú ý. Nguyễn Lữ là thầy tu, theo Barrow quyển 2 trang 192. Barrow viết, Người lái buôn Nguyễn Nhạc xa xỉ trong tiệc tùng Lễ hội đốt pháo bông, ông tướng Nguyễn Huệ thu phục quân đội và ông thầy tu Nguyễn Lữ có tiếng nói của bọn giáo phái, trang 192. Sự kiện này nếu đúng giải thích tại sao Nguyễn Lữ thường trốn việc đánh nhau và không có con. Chương 10, trang 241 đến 306, đoạn Barrow viết về tập tục tính tình và tình trạng thiên nhiên ở Đà Nẵng. Barrow đang kể chuyện các quan chức ở Đà Nẵng mời phái đoàn Anh dự hội ngày mùng 4 tháng 6 xem tuồng hát các trò chơi như trọi gà, đánh cờ và ăn tiệc. Có sự chuyển động của quân lính Tây Sơn, hệ quả của vụ Manuel Dume tuyên truyền tàu Anh đến chiếm Đà Nẵng sẽ nói đến sau. Phía Anh cũng chuẩn bị giáp chiến, nhưng cuối cùng không có chuyện gì. Phái đoàn được mời xem hát tuồng, ăn uống vui vẻ từ trang 241 đến 256. Tiếp đó, ông nói về tính tình người Việt, nhanh nhẹn, vui vẻ, nói nhiều. Barrow giữ một giọng khách quan khi nói về người Việt và các tôn giáo, phong tục, tập quán của dân Việt. Những gì ông cho là dở thì phê bình, như chuyện người Việt mê tín hoặc hay ăn cắp vặt, nhưng cũng nói thêm là tôi không ở lâu nên có thể phán đoán sai lầm. Ông viết về ngôn ngữ, tôn giáo, nhà cửa, y phục, đạo đức, vị trí người phụ nữ, khá tự do và làm mọi việc như đàn ông, từ trang 257 đến 276, nhà cửa, sản phẩm, hải sản ở Đà Nẵng, lâm sản, đồ ăn, hoa quả, sản xuất, việc thừa kế gia tài, trang 277 đến 287, kỹ thuật đóng tàu và tàu chiến của Việt Nam, trang 287 đến 293, Bản đối chiếu một số từ tiếng Anh Hán Việt trang 295 đến 297 so sánh giữa người Tàu và người Việt. Người Việt theo đạo Phật, thờ thần, thờ Phật trên cây, mê tín lập bàn thờ ở những chỗ có tai nạn. Trang 299 đến 304 về hình luật so sánh với Tàu cùng chung luật nhưng trong thời gian ông ở Đà Nẵng không thấy áp dụng các hình phạt, còn ở Tàu đi đâu cũng thấy tội nhân bị đánh đập dã man rên xiết dưới gông cùm trang 305 đến 306. Chương 11 kê khai những lợi ích trong việc buôn bán với nước Nam, trang 307 đến 345. Phần này cũng sẽ được trích dẫn dài rộng ở dưới. Tóm lại, tác phẩm của John Barrow, phần có giá trị nhất là những điều ông viết do mắt thấy tai nghe hoặc do những nhân chứng trực tiếp sống ở thời đại này. Chúng tôi trích dịch sau đây những đoạn có ích đối với chúng ta trong việc nghiên cứu bối cảnh xã hội và lịch sử ngoài những gì đã thấy trong chính sử Việt. Lý do hạm đội Anh ghé Đà Nẵng năm 1793 phần đáng chú ý đầu tiên là đoạn tác giả nói hoàn cảnh nào đã khiến hạm đội Anh ghé Đà Nẵng năm 1793 trong chương 9 ông viết bởi vì lúc bấy giờ phải nhờ thuận gió mới đi được và tình trạng sức khỏe của những người bệnh bắt chúng tôi phải ghé lại đất liền chúng tôi đành đỗ lại ở một vịnh đối diện với quần đảo côn lôn nhưng khi nhìn thấy các tàu lớn của chúng tôi người dân ở đây sợ quá họ bỏ chạy lên núi để lại chút lương thực của họ trước cửa lều rồi viết mấy chữ hán bảo chúng tôi cứ việc lấy hết những gì họ có nhưng tha cho những mái nhà khốn khổ của họ thấy tình trạng của đảo này chúng tôi vội vã nhổ neo trực chỉ một phần khác của á châu Phần này đáng lẽ phải được biết đến nhiều hơn và chúng tôi dám tiên đoán rằng chỉ trong vài năm nữa nó sẽ được một số nước châu Âu biết đến. Barrow quyển 2 trang 183. Tiếp đó, ông phản bác quan niệm của Pinkerton cho rằng vùng này tức Lào Miên Việt chẳng có gì đáng chú ý cả. Ngược lại, vị trí chiến lược và sự phì nhiêu giàu mạnh về thổ sản khiến vùng này là một trong những vùng đất thiết yếu cần được quan tâm hơn. Tuy nhiên, trên bản đồ cũng như trong những mô tả địa lý, người ta, tức người Anh, đã bỏ qua vùng đất này. Những nhận xét của Barrow vào lúc ấy khá thức thời. Nhưng cũng nên biết rằng sự thức thời của ông để phục vụ đế quốc Anh và sự chinh phục đất đai thuộc địa của người Anh. Trên đường đi, họ luôn luôn vấp phải trở lực từ các nước châu Âu khác hoặc ganh tị chèn ép hoặc phá hoại. Khi đã thấy rõ điều đó, chúng ta có thể hiểu tại sao vua Gia Long rồi Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đều rất thận trọng, không cho người Âu lập quan hệ ngoại giao và mở thương điếm, bởi vì đằng sau lá bài thương điếm là sự do thám dẫn đường cho quân đội viễn trinh. Bờ biển nước Nam sự tiếp xúc đầu tiên, Barrow viết, những địa danh được ghi trên các bản đồ của chúng ta, tức bản đồ Anh, hoàn toàn không biết đến phần đất này. Chỉ Tonkin Cochin China, Chompa, Cambodia, tức là Bắc Hà, Nam Hà, Tràm, Chân Lạp, trừ chữ, chữ Tonkin, Bắc Hà, ba miền kia được thay bằng tên An Nam và cả nước được chia thành ba vùng. Vùng thứ nhất, từ mỏm cực Nam giáp Bịnh, Siêm La, tức là từ vĩ độ 9 đến vĩ độ 12, được coi là Don Nai, tức Đồng Nai. Vùng thứ nhì, từ vĩ độ 12 đến vĩ độ 16, được gọi là Chang, có lẽ là trung và vùng thứ ba từ vĩ độ 16 đến vĩ độ 17 gọi là Huế sau đó là địa phận Tonkin tức Bắc Hà bờ biển của ba miền này cống hiến những vịnh và những hải cảng an toàn và thuận tiện con sông lớn Đồng Nai trên bản đồ đề Cambodia được mô tả là các hạm đội lớn nhất đều có thể vào sâu trong đất liền đến 40 hải dặm, nơi có thành phố Sài Gòn, tức Sài Gòn, với một bến tàu rộng lớn và thuận tiện và một xưởng đóng tàu chiến lớn. Một người Anh trên đường từ Trung Hoa đến Ấn Độ đã đi trên sông này, trên một chiến hạ bùa đầu nha, nói với tôi rằng đó là dáng vẻ hùng mạnh nhất. Con sông này chia làm nhiều nhánh rộng, nhưng nhánh mà anh ta đã đi qua, khúc rộng thường không quá hai dặm và nhiều khúc chỉ khoảng một dặm. Ở miền Trang, có thể là miền Trung. Khoảng vĩ độ 13 phút 50 giây về phía Bắc có vịnh và hải cảng. Chinel có thể là thị nại. Hải cảng rất rộng và hoàn toàn khuất gió, nhưng những chiến hạm lớn phải đậu ngoài khơi vì có một gành đá xuôi ngang cửa lạch nối liền hải cảng với vịnh ngoài. Đầu hải cảng là thành phố Quy Nong, tức Quy Nhơn, thành phố chính trong địa phận Huế, mang cùng tên ở trên bờ một dòng sông mà các chiến hạm có thể vào được có một hải cảng lớn nhưng lại có một gành cát xuyên ngang cửa biển vịnh hansan tức cửa hàn phía nam con sông này trên bản đồ thường được ghi là vịnh turon tức turan đà nẵng toàn thể phương đông khó có một vịnh nào sánh được về tính an ninh và thuận tiện càng không có vịnh nào tốt hơn chính vịnh này chúng tôi trực chỉ khi rời Côn Lôn. Chúng tôi đến Đà Nẵng ngày 24 tháng 5 năm 1793, không có bản đồ để tra cứu. Thấy giữa chúng tôi và bờ biển là hàng hà xa số ghe trải lưới, chúng tôi bèn thả một cái xà lúp để đi tìm một người lái thạo bờ biển. Nhưng những người đánh cá đã nhìn thấy tàu chúng tôi vội vàng rong buồm chạy lùi cuối cùng chúng tôi cũng bắt được một chiếc ghe không có buồm lôi ra một ông già khốn khổ tôi chưa từng thấy ai khổ như thế bao giờ mặt ông đầy rãnh nhăn đôi mắt lơ láo hõm sâu trong sọ da mặt màu gỗ sồi già một vài lọn tóc xám lòi ra khỏi miếng khăn dơ quấn đầu y phục vòn vẹn một chiếc áo cộc và hai chục mảnh khác màu nhau với chiếc quần rách dưới xẻ tung ra từng miếng như cái váy mẫu người dân vừa thấy không cho chúng tôi một cảm giác tốt đẹp khi ông già khốn khổ này đặt chân lên tàu ông ta có vẻ cực kỳ dao động giáo giác nhìn bốn xung quanh trên boong tàu rồi nhìn những khẩu đại bác lớn ngạc nhiên khi thấy nhiều người như thế nhưng điều làm cho ông già chú ý nhất đó là những cột buồm cao ông ta vật vã khóc lóc chúng tôi phải hết sức dỗ dành cho ông ta yên tâm ra dấu cho ông ta hiểu chúng tôi muốn gì và tại sao lại bắt ông ta lên tàu. Lúc đó ông già mới chỉ tay cho biết lối vào vịnh. thật khó cho những ai không biết đường. vì trời rông bão phải đến tối hôm sau chúng tôi mới vào được vịnh. lý do chính thức thúc giục chúng tôi vào cửa sông Đà Nẵng. sau khi đã gặp bất chắc ở Côn Lôn là tình trạng tồi tệ mà bệnh sốt rét và kiết lỵ đã cướp đi nhiều người bệnh trong thời gian ở Batavia tức Jakarta, hầu hết chúng tôi đều bị mắc bệnh. Bạn càng hiểu mối lo âu và buồn bã của chúng tôi khi được người thuyền trưởng tàu Bồ Đầu Nha đỗ ở trong vịnh cho biết ở Nam Hà đang có giặc giã nổi dậy cả nước đói, rằng ở đây chẳng có gì để cung cấp lương thực mà chúng tôi cần kiếp cả. Ông ta khuyên chúng tôi nên đi thẳng tới Ma Cao hơn là mất thì giờ chờ đợi ở đây vô ích, có thể người ta sẽ hứa hão nhưng ông ta biết chắc họ chẳng có thể cung cấp gì nổi. Nhìn tình trạng khốn khổ của ông già đánh cá, tình trạng chung bề ngoài của nơi này, và sau cùng tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy xác nhận lời tường thuật đáng buồn của ông Manuel Dume. Rất ít người bản xứ đến gần hạm đội chúng tôi, họ có vẻ lo ngại và ngờ vực. Sau cùng khi chúng tôi lên bờ họ có ý tránh, không một ai đến tàu trao tặng chút thực phẩm nào cả và chúng tôi cũng phải khó khăn lắm mới mua được ở trên bờ vài con gà một chút hoa quả và vài củ khoai sắn tuy nhiên ngay ngày thứ nhì có chợ đầy đủ hơn và vài ngày sau biết chúng tôi đã trả đúng giá bằng tiền tốt họ đem đến rất nhiều đồ ăn hoa quả rau cỏ đủ loại những vị chức sắc ở đây bắt đầu hiện diện có chút ân cần đối với những thỉnh cầu của chúng tôi và tỏ ra lịch sự lễ độ. Sau cùng, họ lên thăm chúng tôi trên tàu và mời tất cả sĩ quan tối hôm ấy lên bờ dự tiệc. Từ hôm đó, mối liên hệ của chúng tôi với dân tộc này trở nên thẳng thắn và bền vững, có sự tin cẩn lẫn nhau. Sau này, chúng tôi mới khám phá ra một điều ít vẻ vang cho ông bạn Manuel Dumont. Đó là ông bạn nhà buôn bồ đầu nha này vì cạnh tranh thương mại đã chính ông gây sự nghi ngờ cho người Việt bằng cách mật báo cho họ rằng hạm đội Anh đến đây thế nào cũng có ý gây chiến và dường như anh ta đã hết sức tuyên truyền ý tưởng này, hy vọng rằng người Việt sẽ đóng cửa chợ, không bán gì cho chúng tôi, bắt buộc chúng tôi phải nhổ neo để một mình anh ta buôn bán ở miền bờ biển này. Theo Barrow quyển 2 trang 185 đến 191 sự tuyên truyền của người bồ để đuổi tàu anh về việc thuyền trưởng bồ dumer vu khống tàu anh đến để chiếm đà nẵng barrel còn viết thêm chúng ta đang ở mùa xuân năm sau một nghìn bảy trăm chín mươi ba khi hạm đội anh trên đường đi trung hoa ngừng lại vịnh đà nẵng lúc đó cả miền đồng nai đã về tay vua chính thống kẻ xoán đoạt nguyễn nhạc vẫn ở miền trung và vương quốc huế bao gồm những đất phụ thuộc vịnh đà nẵng được con trai của Quang Trung cai trị. Như tôi tức Barrow đã nói ở trên, ngự ở Huế, trong hoàn cảnh này, ta không ngạc nhiên khi hạm đội của chúng tôi đến, người bạn Bồ Đào Nha Manuel Dumey đã khéo lợi dụng hoàn cảnh để gieo mối lo ngại và ngờ vực, khiến chúng tôi không thể ở lại để làm hại việc buôn bán độc quyền và béo bở của y với dân bản xứ. Hình như đầu tiên hết họ tưởng chúng tôi phục vụ vua chính thức từ Sài Gòn ra với ý định chiếm Đà Nẵng, trong sự tin tưởng như vậy, họ đã hội tụ gần thành phố một binh đội đáng kể với nhiều voi trận. Tình hình gay go này kéo dài trong nhiều ngày sau mới thôi. Theo Barrow quyển 2, trang 219 đến 220. Sự kiện này chứng tỏ có sự tranh chấp quyền lợi gay gắt giữa những người Âu thời bấy giờ để chiếm độc quyền buôn bán trước rồi chiếm thụ địa sau. Họ không từ một thủ đoạn nào để đuổi nhau ra khỏi những vùng mà họ cho là màu mỡ. Hành trình bá đa lộc Về bá đa lộc, Barrow viết trong chương 9 Trong thời gian Tây Sơn nổi dậy ở Nam Hà, ba anh em giết vua, định vương Nguyễn Phước Thuần và tất cả những người bị bắt, ra quyến và tùy tùng. Ở trong chiều có một giáo sĩ người Pháp tên Adran, tức bá đa lộc chức giám mục Adran, trong nhiều văn bản in trong tập tự nhận là khâm sứ của giáo hoàng ở Nam Hà. Vị giáo sĩ này rất thân với hoàng gia và cũng nhận được nhiều ân huệ. Ông đã lập ở đây một họ đạo và nhà vua thay vì đàn áp lại che chở. Nhà vua rất tin tưởng ở người này dù khác đạo đã giao cho việc dạy dỗ người con trai duy nhất của ông, người sẽ nối nghiệp. Chỗ này Beryl nhầm nguyện ánh với định vương. Adran ngay từ những ngày lửa đạn đầu tiên của cuộc khởi loạn đã thấy ông và bạn hữu muốn sống còn phải trốn tránh. Nhà vua đã bị địch bắt, nhưng hoàng hậu, hoàng tử, các con và một người chị hay em được Adran cứu thoát. Nhờ đêm tối, họ rời xa kinh thành gia định và trốn vào rừng. Ở đấy trong nhiều tháng, vị vua trẻ của nước Nam cũng như một ông Charles mới, tức chỉ Charles đệ nhất, sinh năm 1625, mất năm 1649, vua Anh và Ireland trốn cùng gia đình không dưới lùm cây sồi rậm rạp mà dưới lùm đa hay bồ đề vì ở đây không ai dám xâm phạm. Một nhà tu Công giáo tên Phô Phô Nghị tức Hồ Văn Nghị liều mình đem đồ ăn mỗi ngày cho đến khi quân đội đi lùng không còn tìm kiếm nữa và sau cùng được lệnh rút về. Sau khi quân thủ rút lui, những người đi trốn trở về Sài Gòn, dân chúng kéo nhau đến dưới cờ của vị vua chính thức, được họ tôn lên làm vua dưới tên của cha ông, vị vua cuối cùng, Cao Sùng. Cùng thời điểm này, có chiến hạm Pháp do một người tên là Manuel điều khiển đậu ở Sài Gòn, cùng với bảy tàu buôn Bùa Đào Nha và rất nhiều thuyền buồm và tàu Trung Hoa. Theo lời khuyên và sự giúp đỡ của Adrian, hạm đội bồ nhập trận đánh Tây Sơn với khí giới được trang bị bí mật tấn công chớp nhoáng hạm đội địch đậu ở Quy Nhơn. Gió mùa thuận tiện, đoàn chiến hạm xông vào vịnh nơi hạm đội địch đang bỏ neo bất động. Được cấp báo, quân địch lên tàu đổ xô ra đánh, chiến hạm Pháp thua. Người Pháp không tiếc lời, ca tụng lòng dũng cảm của Manuel. Bọn chỉ huy tàu bồ bỏ chạy tuốt sang tận Macau, Ông hoàng trẻ tuổi tỏ ra can đảm và điềm tĩnh, nhưng vì ít quân đành phải rút lui. Theo Barrow quyển 2 từ trang 200 đến 202. Đây là đoạn văn tiêu biểu, có thể là đoạn văn đầu tiên viết về giai đoạn này. Nó có nhiều sai lầm tiêu biểu và những sai lầm như vậy sẽ còn được lặp lại nhiều lần trên các văn bản của những người viết sau. Sau đây là những sai lầm chính. Thứ nhất, vì không hiểu rõ liên hệ gia đình phức tạp trong triều Nguyễn lúc bấy giờ, cho nên người viết thường lẫn lộn cha con cháu với nhau và viết sai đi. Thứ hai, Nguyễn Ánh không phải con Định Vương mà là cháu gọi Định Vương bằng chú ruột. Thứ ba, Nguyễn Ánh trao con là Hoàng tử Cảnh cho Bá Đa Lộc chứ không phải Định Vương trao con cho Bá Đa Lộc. Thứ tư, tuy nhiên sau đó Barrow cũng không đi sâu nữa trong sự sai lầm này. Ông vẫn coi Hoàng tử Cảnh là học trò của Bá Đa Lộc, không phải như Saint Cross người từ đầu đến cuối đều nhầm Nguyễn Ánh với Hoàng tử Cảnh và coi Nguyễn Ánh là học trò của Bá Đa Lộc, rồi sau đó một số tác giả Pháp Việt sẽ biến sự sai lầm này thành sự thật để thổi phồng công nghiệp của Bá Đa Lộc bên cạnh Nguyễn Ánh sẽ nói đến sau. Thứ năm, việc giết Định Vương của Nguyễn Phúc Thuần là do Nguyễn Huệ trách nhiệm. Bởi lần đánh gia định năm 1777 không có Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ. Thứ sáu, lúc ấy Nguyễn Nhạc Ánh trốn một mình, chưa có vợ cũng chưa có con, bà mẹ đang ở Quảng Trị đến tháng 4 năm 1799 mới rước về gia đình. Thứ bảy, việc Adran bá Đa Lộc đưa Nguyễn Ánh và gia đình chạy trốn là không có thực. Thứ tám, Hồ Văn Nghị liều mình đem thức ăn cho Nguyễn Ánh. Có thể rất thực, chúng tôi sẽ nói đến sau. Thứ chín, sau khi trốn về lại Sài Gòn, Nguyễn Ánh được dân chúng tôn làm vua cũng sai. Nguyễn Ánh xưng vương năm 1780, tức là 3 năm sau, Thứ 10, Manuel hay Mạn Hòe chết ở mặt trận ngã bảy Biên Hòa năm 1782, chứ không phải ở Quy Nhơn. Việc bảy tàu Bồ Đào Nha tham chiến chưa biết thực hư thế nào. Ở đầu Barrow có nhắc đến tập thư của các vị truyền giáo, vậy xem chừng ông lấy tư liệu này từ nhà dòng, và những sai lầm cũng xuất phát từ đấy. Tuy nhiên, Maybon lại dùng thoại bá đa lộc cứu Nguyễn Ánh của Barrow theo mây bòn cuốn lịch sử hiện đại nước An Nam in năm 1920 trang 192 đến 193 nốt số 2 có lẽ bởi vì nó phù hợp với thoại bá đa lộc cứu mạng Nguyễn Ánh được phía Pháp chủ trương nhưng những đoạn barrel viết về thời kỳ trôi nổi của Nguyễn Ánh, việc gửi hoàng tử cảnh cho bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện khá gần với những gì ghi trong lịch sử. Barrow có chép lại bản hiệp ước cầu viện Versailles ngày 28 tháng 11 năm 1787, trang, 200, trang 208 đến 210. Nhưng bản này hơi khác với bản chính thức. Rất có thể Barrow đã có một văn bản khác. Theo Barrow, qua nhiệm vụ này Bá đa lộc được thăng thưởng như sau: ngoài những điều ước ghi trong bản hiệp ước, còn có vài điều nữa ít quan trọng hơn nhưng tất cả như chúng ta thấy đều rất có lợi cho nước Pháp. Adran được giáo hội thăng chức giám mục Nam Hà và được nhậm chức đặc sứ toàn quyền của vua Louis XVI ở triều đình này, tức triều đình Gia Long, theo Barrow quyển 2 trang 211. Về vấn đề xung đột giữa Conway và bá Đa Lộc ở Pondicherry, khiến Conway từ chối không chịu xuất quân giúp Nguyễn Ánh, Barrow đưa ra một giai thoại lèm bèm có lẽ được truyền tụng trong giới ngoại giao Anh ở Pondicherry. Vì bá Đa Lộc khinh bỉ một người đẹp, bà De Vien là vợ một sĩ quan tùy viên của tướng Conway và cũng là nhân tình của tướng Conway nên mới có sự khủng hoảng trong mối liên lạc giữa hai người. Sự thực có lẽ đơn giản hơn, được Conway gửi tàu về Nam Hà thám thính, biết tình trạng sức mạnh vô địch của Quang Trung lúc bấy giờ và khám phá ra những báo cáo láo của bá Đa Lộc về sự tồi tệ yếu kém của quân Tây Sơn nên ông đã viết thư thẳng cho lui 16, vì thế lui 16 quyết định không giúp nữa. Về việc Bá Đa Lộc trở về Sài Gòn tay không, Barrow cho biết Bá Đa Lộc về Sài Gòn trên một tàu buôn nhỏ, đem theo khí giới và đạn dược, nhưng thuyền trưởng Richery bị buộc tội đã bán phần lớn trọng tải của tàu này ở Malacca lấy tiền bỏ túi theo Barrow quyển 2 trang 213-216. Sau cùng, Barrow đã dành cho bá Đa Lộc những lời lẽ đặc biệt tôn kính. Phải công bình với linh hồn Adran, người đã mất năm 1800. Ông mất ngày 9 tháng 10 năm 1799, mà công nhận rằng tính tình của vị đế vương, sự trẻ về nước của ông, chiến thắng của ông, những tiến triển ở nước ông trong khoảng thời bình và tất cả những tiến bộ nhanh chóng trong mọi địa hạt khoa học và nghệ thuật, những cơ sở, những công xưởng hoàn toàn nhờ vào sự hiểu biết, vào tài năng và vào sự gắn bó trung thành của giáo sĩ này. Nhà vua cũng yêu quý ông đến độ khâm phục. Vua thường gọi ông là danh sư, thực ra là thượng sư. Ở bên tàu tiếng này chỉ dành riêng để chỉ khổng tử. Barrow quyển 2 trang 234-235 sau đó Barrow kể một chuyện, có lẽ vẫn rút từ tài liệu nhà dòng, khi Bá Đa Lộc mất được chôn cất theo thành lễ công giáo. Nhưng sau vua sai cải mộ và chôn lại theo nghi lễ Việt Nam, làm cho các cha cố hết sức phẫn nộ. Ông viết, nhiệm vụ của Bá Đa Lộc lúc sinh thời cũng không dễ dàng, vì vừa là cố vấn của vua, lại là thầy dạy con vua, dĩ nhiên ông bị các quan ganh tị. Theo Barrow quyển 2, trang 235, Tuy nhiên vẫn theo Barrow, nhà vua lúc nào cũng giữ chọn tình bạn và lòng tin đối với ông cho đến khi ông mất. Theo Barrow quyển 2 trang 236, những nhận định của Barrow về bá Đa Lộc tuy rút từ tư liệu nhà dòng nhưng được viết với sự cẩn thận trọng cần thiết khác hẳn lối viết sau này của những người Pháp như Fure. Rồi chúng ta sẽ khám phá ra mối liên hệ giữa Nguyễn Ánh và bá Đa Lộc không phải hoàn toàn tốt đẹp như những gì vẫn được nhà dòng truyền tụng. Nhiều lần bá Đa Lộc đã muốn bỏ đi, trong những trường hợp khẩn cấp vân vân tất cả những vấn đề này sẽ được bàn lại sau. Về công trạng của những người lính Pháp giúp Nguyễn Ánh, Barrow có nhắc đến trận thị nại năm 1792, ông viết Mùa xuân 1792, ông, tức Nguyễn Ánh, xuống thuyền đi đánh Quy Nhơn, để trên đầu hạm đội hai sĩ quan Pháp quản hai tàu chiến Tây Phương. Người ta đồn rằng một trong hai người này, ông Dayot, đã làm cho hạm đội địch thiệt hại lớn, đốt cháy, đánh đắm hoặc xâm chiếm tất cả những thuyền gặp trên đường. Hàng say chiến thắng tiến sâu quá, thuyền ông bị nạn. Người ta cũng đồn rằng nhà vua tuy chứng kiến tai nạn có thể làm cho ông thua trận, vẫn tỏ chút mãn nguyện nói Ông ấy đã làm nhiệm vụ của mình. Tôi không mong ông ấy làm cả nhiệm vụ của tôi. Nguyễn Nhạc không ngờ trận tấn công này ngày hôm ấy. Ông cùng triều đình đi săn cách Quy Nhơn 30 dặm. Trang 117-118 Đó là đoạn văn duy nhất Barrow viết về công trạng của những người lính Pháp giúp vua Gia Long và viết với sự thận trọng người ta đồn rằng Triều đình cảnh thịnh tiếp hạm đội đại sứ Anh Phần quan trọng nhất trong chương 10 là đoạn Barrow mô tả việc triều đình cảnh thịnh tiếp đoán phái đoàn Anh. Barrow viết, như tôi đã nói ở trên, khi những lời vu khống man trá của Manuel Duyme loan truyền báo động về sự ghé bến của hạm đội chúng tôi, được giải tỏa, chợ búa càng ngày càng có nhiều thực phẩm hơn và các quan chức đối đãi chúng tôi bớt gay gắt hơn đã có sự tin cậy lẫn nhau có những thông giao nối kết không ngừng giữa những người dân cảng với tất cả thành phần của hạm đội các sĩ quan và quan chức ngoại giao đoàn vì công việc hay vì hiếu kỳ muốn lên bộ vài ngày đều được chính thức mời ăn tối về phía việt mỗi ngày có một vài người lên thăm hạm đội của chúng tôi họ cũng được mời ăn bữa thường mặc dầu món ăn của chúng tôi chắc không hợp vị họ lắm vì trong thành phố không có nơi nào lớn để tiếp đãi một phái đoàn đông người như chúng tôi, nên quan trấn thủ cho dựng một phòng lớn bằng tre, luôn luôn tiện dụng trong những lúc cần kiếp. Xong trong vài giờ, mái và bốn phía được phủ bằng chiếu đan xiết và dày. Trong phòng, bày một dãy bàn nhỏ đặt ghế ngồi hai phía, khoảng 20-24 người ngồi thoải mái. Người Trung Hoa có thói quen bày đầy kín bàn ăn những đĩa, hay những bát. Nhưng người Việt còn lễ độ quá dân láng giềng, nên họ không chỉ bày đầy bàn thức ăn, mà còn bày tô trên hai ba chồng. Tôi nghĩ có thể đếm không dưới 200 bát, chưa kể những chén cơm mà họ đưa tay cho thực khách thay thế bánh mì. Cơm ở xứ này cũng như tàu và hầu như tất cả phương Đông là nền của thức ăn. Họ không dùng khăn ăn, không dùng dao và nĩa cũng không có đồ uống, không có cốc, nhưng họ để trước mặt mỗi người một thìa bằng đất nung, hai cái gì giống như ống hay que bằng tre hay gỗ hồng hay gỗ đàn hương, nhiều khi bọc bạc giống như đũa tàu mà người Anh gọi là chopsticks. Những tô bát đựng đồ ninh nấu thịt bò, thịt lợn, thịt gà, cá cắt miếng nhỏ, hầm nấu với rau làm súp và nước cốt nêm khác nhau và để các thứ gia vị khác nhau. Không có thịt quay, cũng không có món gì khô, không có rượu vang, cũng không có rượu mạnh gì cả. Cũng chẳng có nước uống trong cả bữa, nhưng sau khi ăn được mời trà tàu trong chén sứ. Vì cả hai bên đều không biết tiếng của nhau nên không nói chuyện được, chúng tôi không kéo dài bữa ăn quan trấn thủ hay tướng chấn thủ không cho chúng tôi danh dự được ăn cùng. Nhưng bình thường trong những dịp như thế này, ông ngồi ở đầu phòng ăn, dựa trên sập vuông, có trải chiếu, hút thuốc, ăn trầu, trong khi hai ba tên hầu phe phẩy kéo cái quạt lông công cho mát. Bình thường ăn xong chúng tôi sang phòng xem hát, cũng là một nhà dạp bằng tre, ở đó cũng giống như bên tàu, có sẵn những diễn viên sẵn sàng đóng tuồng suốt ngày lúc nào cũng diễn hăng say dù không có người xem cũng như lúc đầy khán giả bởi vì được thuê diễn cả ngày cho nên họ hoàn toàn thản nhiên trước sự đông hay vắng khách miễn là được trả lương mỗi khi diễn xong. Tất cả phân khu Nam Hà nơi có vịnh Đà Nẵng ở dưới quyền cai trị của vua trẻ Quang Tung tức Quang Toản, con trai của ông tướng Ngụy Chỉ Bắc Bình Vương, người đã chiến thắng tổng đốc Quảng Đông cung vua ở Huế cách Đà Nẵng 40 dặm. Ngay khi biết chắc sự thông thuận của chúng tôi đối với ông nói khác đi sự trung lập của chúng tôi đối với miền Nam, ông gửi một quan đại thần đến mời ông đại sứ vào chiều. Sứ thần trả lời từ chối vì nhiều lý do mà lý do chính là vì thời gian không cho phép dự buổi lễ này. Chúng tôi thích lợi dụng cơ hội có ít ngày để đi thăm các làng xóm xung quanh. Lá thư của ông vua trẻ, lúc đó Quang Toản mới 11 tuổi, Thái sư Bùi Đắc Tuyên làm phụ chính, biểu dương đầy tình cảm cao đẹp của nhà vua đối với dân tộc Anh và để chứng minh ông gửi quan quân mang một món quà nhỏ cho những người trong hạm đội. Chữ vua dùng như vậy. Món quà gồm 10 con trâu, 50 lợn, khoảng 300 gà vịt với hoa quả, rau và hành củ. Những thức bồi bổ này được chở đến bằng thuyền buồm, đằng trước có một chiếc thuyền trèo dài, sơn và trang hoàng bằng cờ và biểu ngữ, có các quan theo nghi lễ. Sứ thần viết thư trả lời và tặng lại vua một khẩu súng trường đẹp, bắn hai phát liền, kèm phụ tùng và một cặp súng lục bằng gang có lưỡi lê, một thanh gươm cán đồng, nhiều tấm vải và nỉ lớn màu đỏ thắm. Sứ giả của vua lúc đầu mặc áo dài lụa, theo hình hổ và rồng, giống như bên tàu. Nhưng khi lên tàu Lyon, ông đổi y phục và mặc hai ba chiếc áo lồng bằng tơ trắng mỏng. Một sự tò mò do lỗi chúng tôi đã phá rối trong chốc lát sự thông cảm giữa hai bên. Vì muốn vẽ một bản đồ đúng của vùng vịnh tuyệt diệu này cùng với hải cảng một buổi sáng, mấy người trong bọn tôi lấy thuyền đi sâu vào bờ đông, đo một căn cứ và lấy các góc độ cần thiết để xác định vị trí những điểm chính. Chúng tôi chọn giờ sáng sớm và làm thực nhanh, tưởng thoát khỏi con mắt của người dân ở đây. Nào ngờ, một ông quan đến ngay, bảo cho biết là quan trấn thủ rất bất bình vì lối hành sự này và yêu cầu ngừng ngay mọi việc đo đạc. Một sự vụng về nữa càng làm tăng mối nghi ngờ khiến họ cho rằng chúng tôi có những mục tiêu muốn giấu. Một viên sĩ quan tàu Lyon ban đêm đi dò dòng sông Hàn dẫn ra Hội An. Anh ta quá sốt sắng nhưng lại bất cẩn, bị bắt với cả ekip và chiếc xà lúp bị giam trong một đồn nhỏ. Không thấy tin tức gì, chúng tôi tưởng xà lúp đã bị chìm, không ai thoát nạn. Sau cùng, quan quân lên tàu Lyon báo cho chúng tôi biết và cay đắng than phiền chúng tôi hành sự không thẳng thắn. Sứ thần nói ông không biết việc này và xin thả ngay viên sĩ quan gửi về tàu để anh ta sẽ phải trả lời trước cấp trên. Rốt cục rồi mọi chuyện cũng được bỏ qua. Barrow viết tiếp. Nhà vua trong lá thư thứ nhì có ý muốn mở cửa buôn bán hợp pháp với chúng tôi. Ông gửi kèm với thư này quà cáp gồm ngà voi và 10 giỏ hạt tiêu, biếu sứ thần và tặng thủy thủ đoàn 3.000 giỏ gạo nặng khoảng 100 tạ. Ông đại sứ chưa biết thành phố Đà Nẵng nên những vị chức sắc ở đây tỏ chút lòng thành muốn tổ chức một buổi lễ tiếp đón. Ông đại sứ chọn ngày mùng 4 tháng 6 sẽ lên bờ dự lễ sinh nhật đức vua cùng với người Việt. Nhưng tối hôm trước, chúng tôi đã thấy một chuyển động bất thường trong thành phố, một số binh sĩ lớn lao hành quân trong và ngoài thành và sau cùng là đàn voi trận không thể biết đó là ngẫu nhiên hay do những nghi ngờ trước hay để biểu dương sự rạng rỡ cho buổi lễ. Nhưng về phía mình, chúng tôi luôn luôn đề phòng, gửi ngay hai đơn vị quân đội đến con sông đối diện với thành phố để bảo đảm sự triệt thoái nếu cần. Tuy nhiên, ngày hôm đó mọi việc diễn ra trong không khí hết sức hòa hợp. Trích dịch Barrow, trang 241-251 Đoạn văn này cho thấy nhiều vấn đề. Trước tiên là sự hiếu khách hay là sự vùn vã thái quá của chính quyền Phú Xuân muốn kết thân với người Anh cho nên không nghe những lời vu khống của người Bồ Đào Nha. Mặc dù tiếp khách tử tế vùn vã nhưng vẫn chưa biết lòng dạ của họ như thế nào. Về phía Anh, từ chối không đến Huế, theo Barrow, lấy lý do là không có thì giờ và ông có viết thêm vì biết sang tàu sẽ có lễ to hơn, đẹp hơn ở Huế. Cũng đúng, nhưng có lẽ còn những lý do khác tác giả không nói ra. Không muốn có liên lạc chính thức với Tây Sơn vì sợ Nguyễn Ánh nghi kỵ, không giao thiệp, nhất là lúc đó Quang Trung đã mất, Nguyễn Ánh ở thế thượng phong. Ở lại Đà Nẵng để đo đạc, do thám vùng đất này mà họ cho là có giá trị chiến lược. Sau này các sứ bộ Anh đến Huế đều xin củ lao tràm, làm đất mở thương điếm, chứng tỏ những gì Barrow viết ở đây chắc ông đã báo cáo với chính phủ Anh trước rồi. Sau cùng, sự tin cậy lẫn nhau giữa đôi bên Anh Việt chỉ là bề ngoài. Có thể nói đó chính là bản chất mối liên hệ của người Âu đối với các dân tộc mà họ nhòm ngó. Thuật đóng thuyền tàu của người Việt. Một điểm đáng ngạc nhiên nữa là chỉ trong một tháng mà Barrow đã có những khám phá sâu sắc về, về kỹ nghệ đóng tàu thuyền của nước ta. Ông viết. Một ngành đặc biệt mà hiện nay người nước Nam có thể tự hào rất hoàn hảo là đóng tàu và phải nói ngay họ được như vậy một phần là nhờ có nhiều gỗ quý và gỗ lớn. Những du thuyền của họ đẹp tuyệt vời, dài từ 50 đến 80 pint, một pint anh bằng khoảng 0,3 mét. Đôi khi tàu chỉ đóng bằng 5 mảnh ván, mỗi mảnh dài suốt chiều dọc tàu ghép lại với nhau bằng mộng và chốt gỗ rồi siết chặt bằng sợi tre, không cần nẹp mà cũng chẳng cần dây. Đầu và đuôi tàu rất cao, được trang trí bằng những hình hài chạm trổ rồng rắn kỳ dị, sơn màu và dát vàng. Một số lớn cột buồm treo đầy cờ hiệu hay băng rôn. Những bó lông đuôi bò nhuộm đỏ, đèn, ô dù và nhiều loại trang trí khác buộc trên đầu cọc cắm hai bên mạn tàu cho biết cấp bậc các vị quan trên tàu và vì họ đứng đằng trước. Nên nếu người trèo quay lưng lại họ là bất nhã, tục lệ của những dân tộc này cũng như người tàu khác hẳn phần đông những nước khác trên thế giới. Cho nên, người trèo phải quay mặt về phía đầu tàu và đẩy trèo đằng trước họ, thay vì kéo trèo sau lưng như Tây Phương, kẻ hầu người hạ và hành lý để phía sau tàu. Tàu buôn gần bờ biển, tàu đánh cá, đánh hải sâm và tìm tổ yến. Ở quần đảo Hoàng Sa có nhiều loại kiến trúc khác nhau, phần lớn giống như những thuyền tam bản của tàu, sàn trải chiếu cho cả gia đình ngồi, một số khác cả thân tàu lẫn thuyền cụ. Giống tàu Malai, còn tàu buôn của họ giống như ghe buồm của người tàu, cả hình dáng lẫn kiến trúc nếu nhìn theo lối đóng tàu Tây Phương hiện nay thì chẳng thể coi là hoàn hảo. Cách đóng tàu của họ không hề thay đổi từ nhiều nghìn năm nay, song lối kiến trúc thượng cổ đó đáng được kính trọng. Và lại tàu buôn không cần phải chạy thật nhanh khi lẩn trốn hoặc rượt bắt. Là phẩm chất chính của tàu chiến, chủ tàu cần an ninh hơn thần tốc. Ngoài ra, nhà buôn vừa là chủ vừa là người lái tàu, vấn đề trọng tải đối với họ là quan trọng hơn cả. Để chở được nhiều hàng hóa của các thân chủ khác nhau, tàu buôn được chia ngăn dành cho mỗi thân chủ vách ngăn ấy là những tấm ván dày hai tấc được sắp đặt và chám kín các lỗ hở khiến nước không thể thấm qua dù có chống việc chia hầm tàu thành ngăn đến thế nào bởi nó gây khó khăn cho việc chất hàng cũng không ai chối cãi được là lối kiến trúc này đem lại những lợi điểm quan trọng cho hải hạm nhờ những bức vách giao nhau dưới hầm tàu vững chắc thêm có thể chạm vào đá mà không suy chuyển gì hoặc nếu hầm tàu bị thủng ở một ngăn nào đó thì hàng hóa ở những ngăn khác không bị thấm nước lây và vì tất cả đều được liên kết bền chặt với nhau nên thân tàu chịu đựng được những sốc không quá mạnh thủy thủ nào cũng biết khi một hải hạng bị trúng sốc hay đạn nếu nó gãy thì dấu hiệu đầu tiên là sàn tàu rời ra từng mảnh nhưng khi sàn tàu được nối kết chặt chẽ bằng những vách ván giao nhau thì khó bung ra cho nên ở anh bây giờ người ta cũng đang nghiên cứu lối làm tàu thượng cổ này của người tàu người ta còn đề nghị cho chúng tôi những phương tiện du lịch bình yên trên những thuyền trèo lớn có bánh xe nước đặt cạnh sống tàu hoặc thay thế sống tàu và còn có những phát minh khác dù người ta cho nó những tên gì đi nữa thì tất cả đều đã được người Tàu sử dụng thông thường từ hơn 2.000 năm nay. Mặc dù vị vua trị vì xứ này, tức Nguyễn Vương hiện nay, trong trường mực nào đó đã trao đảo, lối làm tàu chiến cũ, tuy nhiên ông cũng không bỏ hẳn những lề thói bình dân ở những xứ Á Châu này, ý dân là ý trời, đã trở thành thiêng liêng khó đạp đổ, ông vẫn kính trọng những lề thói ấy nên ông chỉ thay đổi những gì ở trong bụng tàu và tất cả phần chìm dưới nước. Còn phần nổi, ông vẫn giữ nguyên lối kiến trúc của nước Nam như cột buồm, buồm và thuyền cụ, dây cáp trục buồm dòng dọc. Thực ra thì những dây cáp dày của Tây Phương làm sao có thể thay thế được những sợi tre mềm, dai bền và nhẹ trong cấu trúc chính phần nổi của tàu. Vì thế ta không thể nào không thán phục sự phán đoán hoàn mỹ của nhà vua, vừa thận trọng vừa năng động, đã chọn giải pháp trung dung, đạt được lợi ích thực thụ mà không cần một sự thay đổi trông thấy. Vài năm trước đây, Nhật Hoàng đã cho một bài học đáng nhớ về sự kiên trì theo cổ lệ. Khi người Hòa Lan đến Batavia đem biếu Nhật Hoàng một số quà, trong đó có một chiếc tàu chiến, sứ thần thấy Hoàng đế xem xét kỹ tàu này Liền Tâu sẽ đem thợ Hòa Lan sang chỉ cho người Nhật nguyên tắc đóng tàu. Ng Nhật Hoàng sai người đến hỏi Sứ Thần rằng người Hòa Lan biết đóng tàu như thế này từ bao lâu rồi? Sứ Thần cho biết độ 300 năm. Nhật Hoàng bảo, ngươi về nói với ông ấy tức Sứ Thần rằng hàng ngàn năm nay thần dân của ta biết đóng những chiến thuyền mà ông ấy thấy đậu trong các hải cảng của ta và ta thấy chẳng ai than phiền gì về công dụng của chúng cả. Vậy ta không việc gì phải tự lăng nhục mình và dân tộc mình bằng cách bỏ những gì đã được trải nghiệm qua bao nhiêu thế kỷ để lấy một cái mới cải cách hôm qua. Những hạm đội Hoa Lan có thể tốt ở Hòa Lan nhưng không tốt ở nước Nhật. Người nhớ nói thêm rằng ông ấy có thể đem cái quả này về. Theo Barrow quyển 2 trang 287 đến 293. Những dòng trên đây khiến những ai cho rằng cái gì Tây Phương cũng làm chủ cả sẽ phải thận trọng hơn. Dù có nói đến các sĩ quan Tây Phương, nói đến công trạng của quân sư Bá Đa Lộc, Barrow luôn luôn giới hạn công trạng này trong một chừng mực nào đó. Ông tôn trọng các giá trị phương Đông và không hề xác nhận. Trước khi người Âu đến, nước Nam không có tàu chiến, không có thành lũy vô băng, không có đại bác, không có tổ chức quân đội, như một số người Pháp lầm tưởng. Sau cùng cũng cần nói thêm, việc chia ngăn trong hầm tàu chở hàng của người tàu và người Việt hiện nay vẫn còn thấy áp dụng ở những cargo trên thế giới. Nhật Hoàng cho những kẻ đao to búa lớn về sức mạnh Tây Phương một bài học để đời. Cũng nên nói thêm một chuyện nữa, năm 1942 ở Hà Nội, Van Imbert cho in cuốn Những ngày lưu lại Đông Dương của Đức ông Đại sứ Anh McCartney. Nội dung có những điều chẳng biết Imbed lấy ở đâu vì không thấy có trong tác phẩm của Barrow. Ví dụ như vài việc sau đây, người Anh đi lạc trong thành Quảng Nam không thấy có một khẩu đại bác nào. Hoặc khi McCartney tới, viên trấn thủ Quảng Nam nài nỉ người Anh bán khí giới và đạn dược. Cho họ thấy rằng Tây Sơn cần được giúp đỡ với bất cứ giá nào. địa chí đại trường trích dẫn trong lịch sử nội chiến Việt Nam trang 218 và 220. Lối viết của Van Invert dường như cũng nằm trong đường lối hạ bệ người Việt nói chung, phía Tây Sơn là không có súng ống gì cả, phải van lệ người Anh giúp, còn phía Nguyễn Ánh vì được người Pháp giúp nên có khí giới tối tân. Thực ra chúng ta có kỹ nghệ đúc từ trước trong khoảng 20 năm từ 1660 đến 1682, một người Ấn Độ Lai bồ Đầu Nha hay Ifanyo tên Giao Da Cruz đã mở lò đúc súng Đại Bác cho chúa Hiền Nguyễn Phước Tần. 1648-1687 dựng nên khu thợ đúc ở Huế. Nghề đúc súng như vậy đã có ở ta ít nhất từ thế kỷ 17 Hà Nội cũng có phố lò đúc. Khi Nguyễn Huệ chiếm Phú Xuân, ông chiếm được cả khu thợ đúc ở Huế, súng đại bác của Tây Sơn khi công kích các thành Diên Khánh và Quy Nhơn lợi hại chẳng kém gì súng của Nguyễn Ánh. Điều đó càng chứng tỏ không phải người Pháp dạy chúng ta đúc súng. Những lợi ích buôn bán với nước Nam. Trong chương 11, tựa đề Những lợi ích buôn bán với nước Nam. Barrow quyển 2 trang 307 đến 309. Barrow tỏ ra một nhà chính trị và chiến lược tầm cỡ. Có lẽ ông là người ngoại quốc đầu tiên đã nhìn ra thâm ý của bá Đa Lộc khi ký kết thỏa ước cầu viện ở Versailles tháng 11 năm 1787. Về thỏa ước này, chúng tôi vẫn tin rằng bá Đa Lộc đã tự biên soạn, không hỏi ý kiến Nguyễn Ánh bản quốc thư ông đưa ra để chứng tỏ triều đình đã bàn xong thỏa ước và trao cho ông thẩm quyền ký chỉ là bản quốc thư giả vì không thấy bản gốc ở đâu vậy ta cần phải nghiên cứu tất cả những chi tiết này bởi vì không một ông vua nào lại trao một lúc bốn vị trí chiến lược quan trọng vào bậc nhất của nước mình là đà nẵng hải vân cù lao tràm và côn lôn cho pháp để đổi lấy một số lính và vài tàu chiến nhưng khi đọc những dòng sau đây của Barrow, chúng ta mới thấy ông chỉ ở Đà Nẵng có một tháng mà đã thông suốt địa lý chính trị của nước ta, ông viết. Giám mục Bá Đa Lộc khi thương lượng bản hòa ước giữa vua Louis XVI và vua nước Nam đã cho thấy rõ mối ràng buộc nào đó của ông đối với vị vua này. Nhưng ông ta cũng không quên quyền lợi của vua Pháp. Những điều kiện trong bản hiệp ước tỏ cho biết khi đòi nhượng bán đảo Turon tức Đà Nẵng cho nước Pháp, ông đã rất chú ý đến những điểm chiến lược trên bờ bể nước Nam. Ông ta biết rất rõ nếu nước Pháp có được mảnh đất này thì nó sẽ làm chủ một cơ sở vững chắc ở nước Việt. Thực vậy, mỏm bán đảo Turon hay Hansan tức cửa Hàn đối với nước Nam cũng như Gibraltar đối với nước Ifanyo mà còn hơn thế bởi ngoài vị trí kiên cố không thể đánh chiếm được, nó còn quan trọng hơn nữa vì có một hải cảng và một bến tàu quanh năm khuất gió hoàn toàn thích hợp với một hạm đội lớn. Đó cũng là nơi các hạm đội có thể dừng lại bất cứ lúc nào để chấn chỉnh, sửa chữa trong vịnh, nhất là hai bên bờ có nhiều thung lũng phì nhiêu, nhiều suối trong mát. Ngay cạnh đó có một đảo nhỏ nối với đất liền bằng một dải đất khi thủy chiều xuống mới nổi lên, có thể là hòn sơn trà. Chiến hạm lớn thế nào cũng có thể phơi mình trên ấy để sửa chữa thân tàu trực diện với bán đảo là một vùng đất cao đủ để xây một thành phố nhỏ với một xưởng đóng tàu và đủ loại cửa hàng có thể trở thành địa điểm phòng thủ nếu xây thêm các thành lũy kiên cố. Một đảo nhỏ tên Ca Lao, tức Cù Lao Tràm, cách vịnh Đà Nẵng 30 dặm về phía nam cũng thuộc vào vùng đất sẽ nhượng cho Pháp. Đảo này chế ngự hoàn toàn cửa chính, tức cửa đại của con sông Thu Bồn, trải qua Phai Phâu, tức Hội An, thành phố mà ngày trước người ngoại quốc đến buôn bán đảo này hoàn toàn không thể vào được trừ phía đối diện với cửa sông tức cửa đại nơi đó có một thung lũng nhỏ nhiều nước ngay bên bờ biển và ở đó tất cả các hạm đội lớn nhỏ đều có thể vào đậu một cách an toàn rất dễ nhận ra quan điểm của Pháp đối với bộ phận này của bờ biển Việt những điều khoản trong bản hiệp ước cho thấy rõ chủ đích kiến tạo và trang bị một hạm đội khá quan trọng để đe dọa những đất đai sở hữu của chúng ta ở Ấn Độ và chắc chắn là ý định này sẽ còn được lập lại. Nước Pháp đế quốc chỉ thời Napoleon biết thi hành những điều mà nước Pháp vương quốc chỉ thời Louis 16 chỉ mới dạm ra. Việc Pháp bị đuổi khỏi bờ biển Ấn Độ càng làm cho bờ biển nước Nam trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Nhất là nếu ta nhìn thấy vị trí này cũng sẽ nguy hiểm và không thuận tiện cho nền thương mại béo bở của chúng ta tại Trung Hoa cũng như những sở hữu của chúng ta ở Ấn Độ, theo Barrow quyển 2 trang 309. Không những Barrow nhìn thấy vị trí chiến lược hiển nhiên của Đà Nẵng và Cù Lao Tràm, ông còn lo ngại nếu Pháp chiếm được những nơi quan trọng này thì sẽ trở thành kẻ thù đáng ngại cho đế quốc Anh của ông. Vì thế, tiếp theo đó, Barrow dùng tài hùng biện để thuyết phục chính phủ Anh phải bằng mọi giá thông thương với Việt Nam vì mối lợi khổng lồ không thể để cho Pháp cũng mất. Về các mặt giao thông, chính trị và chiến lược, ông khuyên chính phủ Anh nên xin cù lao tràm làm nơi để lập thương điếm. Ông cũng đã nghiên cứu cặn kẽ những thổ sản và tài nguyên của Việt Nam để có thể lên một chương trình đổi trác buôn bán cho Barrow quyển 2 trang 310-321. đến Barrow viết tiếp, xét cho cùng chúng ta đã tiến sâu, có lẽ quá sâu vào con đường thuộc địa này để có thể lùi mà không nguy hiểm Bây giờ chúng ta phải hết sức thận trọng để tiến tới đích để bảo toàn và giữ vững nền thương mại này. Chính nó đã giúp ta phương tiện để đọ sức với một kẻ thù vừa ghê gớm vừa hùng mạnh, chỉ Pháp. Con sư tử Anh cần phải tỏa rộng nanh vuốt hơn nữa để đảm bảo cho dân tộc Anh những cuộc chinh phục mới nối tiếp những cuộc chinh phục cũ bằng vũ dũng, kỹ nghệ và sự táo bạo của mình. Nhưng ngoài vấn đề an ninh mà sự sở hữu bán đảo Phùn Vinh Đà Nẵng mang lại cho hàng bao hạm đội mà chúng ta đang sử dụng để buôn bán với nước tàu. Còn có sự tai hại nếu để nó rơi vào tay một kẻ thù chủ động và kiên quyết chỉ nước Pháp. Ta chẳng nên trông mong vào những nhỏ nhoi mà nền thương mại ở Ấn Độ đem lại. Ta cần một hải cảng ở vùng này của thế giới, nơi các hạm đội của chúng ta luôn luôn có được nước ngọt, có thể nghỉ ngơi, sửa chữa. Chỉ nhìn dưới góc độ này không thôi, khi các chiến hạm ta đến nước tàu còn chưa rõ hướng đi khi những phương tiện giữ gìn sức khỏe cho thủy thủ đoàn còn kém hơn hiện tại mà chúng ta có được một cửa bể như thế này để nghỉ ngơi, chờ tàu đi chậm hoặc bị bão chặn lại. Là những trường hợp dễ xảy ra thì tốt biết mấy, sẽ còn nhiều khảo sát nữa để chứng minh. Việc cần phải buôn bán với nước Nam, ở đây tôi chỉ đưa ra và nhận xét cho thấy công ty Ấn Độ của Anh có lợi khi lập một thương điếm trong vùng bán đảo Vịnh Đà Nẵng theo Barrow quyển 2, trang 312-313. Sau đó, Barrow phân tích sự thất bại của phái đoàn Hastings năm 1778 vì không chuẩn bị kỹ, kể cả chú ý sau cùng cách đây 2 năm, tức là năm 1804 cũng hỏng vì trong chiều chỉ còn thông ngôn là thừa sai Pháp, làm sao biết được họ dịch cho vua những gì mà họ muốn. Chúng ta thừa biết họ đối với nước Anh như thế nào, và cuối cùng Barrow vẫn nhất quyết rằng vua Gia Long có cảm tình với nước Anh, muốn giao dịch với nước Anh mà bị Pháp cản trở. Theo Barrow quyển 2, trang 325 đến 327. Đối với chúng ta, những dòng trên đây chứng tỏ ý định thực dân của Pháp và của Anh đã có từ thời kỳ chiến tranh Tây Sơn Nguyễn Ánh qua hành động kín đáo và khôn khéo của Bá Đa Lộc và qua những điều Barrow viết trong tác phẩm này vua gia long không chấp nhận việc để cho anh đặt quan hệ ngoại giao và nhượng cho anh cù lao tràm để mở thương điếm sau này là sáng suốt và nhìn rộng vua minh mạng nhất quyết ngăn ngừa anh và pháp đặt chân đến việt nam dù chỉ là mở thương điếm với những điều kiện nhượng đất và không nhận Chano làm lãnh sự như người pháp mơ ước là đúng những sự kiện này giúp ta hiểu hơn chính sách của các vua gia long minh mạng thiệu trị tự đức không cho người âu lập thương điếm bởi đó chỉ là mặt tiền của hành động xâm chiếm sẽ đến sau sự sáng suốt của các vua cũng là một trong những lý do khiến nước ta không bị xâm lược từ thời gia long